thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ngày hôm nay, ngày 2 tháng 8, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố gói hỗ trợ dịch vụ viễn thông lên tới gần 10.000 tỷ đồng. Gói hỗ trợ này sẽ được triển khai từ ngày 5 tháng 8 năm 2021 và kéo dài trong 3 tháng. Theo đó, đối với khách hàng trên toàn quốc, tiếp tục tăng 2 lần băng thông cho dịch vụ Internet cáp quan với giá không đổi, miễn phí truy nhập tốc độ cao đến các trang thông tin điện tử của Bộ Y tế, ứng dụng Bluezone nặng thêm 50% dung lượng data cho tất cả các gói cước mà khách hàng đang sử dụng hoặc đăng ký mới với mức giá không đổi. Giảm giá tới 50% đối với các gói cước data VX3, VX7, Viettel, VNPT, Mobile Phone cũng sẽ tiếp tục đóng góp vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19 từ việc trích 5.000 đồng với mỗi gói cước VX3, VX7 được đăng ký cho hàng thành công đối với khách hàng ở các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, tặng 50 phút gọi nội mạng.